Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Alright, Running Man dịch làm sao tùy trong câu. Cái Running Man này, cái câu nó dùng gì vậy? Cái chữ này, cái này không phải là cái thành ngữ hay gì cả. Sick phát âm gì? Oh, thought. Chữ này là thought. Đừng có thought nha. Nó không phải là thought. Thought là chữ này nè. Còn cái chữ th hay kêu các bạn á, coi nó là chữ t của tiếng Việt của mình. I thought Sick is handsome. Tôi đã nghĩ Sick đẹp trai. Alright, yes or boy, yes. Sĩ ơi, giọng Anh hay giọng Mỹ sành điệu hơn? Mình có làm video này. Giọng nào cũng được hết á. Thật sự không có giọng nào mà sành điệu hơn giọng nào. Tại vì tuy là người Anh, họ nói tiếng Anh và cái giọng của họ. Ok, mắc công, sĩ có làm video này rồi. Và nói chung giọng nào cũng được, miễn sao nói tiếng Anh đừng có giọng tiếng Việt trong trọng thay. Ok. Quan trọng là nói tiếng Anh đừng có giọng tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam, nếu mình nói ngôn ngữ Việt Nam, giọng Việt Nam nghe rất dễ thương. Và nếu nói tiếng Anh thì mình nên giọng Anh, giọng Mỹ, giọng nào cũng được. It's the same, I don't care. Alright, cà phê sữa, sugar and peas là viết tắt của cái gì? Member of Parliament. Parliament, như sao? Nói MP đó, ok. So, member of parliament là cái gì? Cái người trong quốc hội hả? Right? Ok. Sĩ ơi, âm T trong tiếng Anh như sĩ nói mình sẹt nhiều và mạnh được không? Yes, like two. Two. Vậy đó, two. Ok. Alright. Yeah, like town. See? Town. Thấy mạnh không? Town. Alright. Hello, Helson. How are you? Giọng Mỹ giờ thông dụng hơn hả? Hi, Rosie. How are you? Yeah. Tại vì chắc tại vì ảnh hưởng nước Mỹ, ảnh hưởng nhiều dân hóa Mỹ bây giờ khắp thế giới nhiều hơn nước Anh. Với lại dân Mỹ nhiều hơn dân Anh. So, Mỹ 300 triệu, người Anh 40 triệu rồi. 30 triệu, ba mấy triệu. Hustle, bustle. Dịch sao? Hustle, bustle. Alright. Cái chữ bustle, chữ thứ nhì đó là nhộn nhịp. Hustle là bon chen. Hustle, bustle là bon chen, nhộn nhịp. Okay. My life is hustle, bustle. No, my life is hustle, bustle là cuộc sống của tôi bon chen, nhộn nhịp. Cái này là, cái chữ hustle, bustle này đó dùng cho khi mình nói chuyện mà nhí nhảnh một tí xíu. Mình có một cái sự mà vui vui này kia. Cái cấu trúc này nó dùng cho vui vui nhí nhảnh, thỉnh thoảng để cho màu mè vậy thôi. Ok. Alright, so hustle bustle là gì đó. Sĩ ơi, câu tôi sẽ quay trở lại và lợi hại hơn nữa. I will come back better than ever. There. I will come back better than ever. Ok. Plateau giống highland không? No. Plateau là cái mặt bằng. Làm như một cái đất đai gì nó bằng cái đó, plateau. Highland là cái cao gì? Cái số bên này, cao shoot. Cao. Scoring, yeah, thank you. Thật tình. Highland là cao nguyên. Plateau là một cái nơi nào đó, một cái đất nó bằng bằng vậy đó. Yes, nó không có lõm chõm. Có thể plateau thì nó nằm ở trên đồi này kia nọ, cái đó plateau. Còn cái đất bằng mà nó nằm trên gần cái mặt nước biển này kia nọ đó thì just a plain. Plateau không phải là câu nguyên thực sự khác. Sơ ơi, phát âm dùm chữ này analysis với lại competitor. Chữ thứ nhì thì chữ thứ ba là evaluation. Ok. Analysis, competitor, evaluation. Alright. Is that okay? Yep. Kenyan press có thể hiểu như thế nào? Kenya. Kenya là một cái nước của châu Phi. Press, cái này hình như dùng cho báo chí. So, Kenyan Press là báo chí của cái nước Kenya.
Ví dụ American Press là báo chí của Mỹ, Vietnamese Press là báo chí Việt Nam. Sếp ơi, phân biệt cho từ see look với lại watch. Sếp có làm cái này trên YouTube rồi đó. See là thấy, can you see me? Bạn thấy không? Look là nhìn. Look at him, he is so handsome. Ok. Nhìn anh ấy. Watch là coi, chăm chú hoặc là canh. Đó, hoặc là canh. Can you watch the baby for me? Bạn canh em bé giùm tôi được không? Tôi đi ra ngoài tí xíu. I like to watch movies. Ok. So ba cái đó là vậy đó. Ok, Missy, do that nghĩa là gì? Ủa, từ này đâu vậy? It's very nice. Lấy từ đâu hay vậy? Do that. Thực sự cái chữ do that này nó xưa rồi. Hồi mấy này là như thời ba, ba tuổi ba của sếp hoặc là ông nội của sếp hay dùng lắm. Bây giờ dùng cũng được mà nghe nó vui lắm. Do that nghĩa là một cái máy gì đó, một cái gì đó mà người ta chế biến ra. Cái từ nữa là cái từ mà chính xác của nó là gadget, là như phone, cái gì mà gọn gọn mà người ta sáng tạo ra, it's called do that. Nghe nó chảnh chảnh nhí nhảnh, cái chữ nghe nhí nhảnh tí. Yeah, it's very nice, cái chữ do that nha, hay. So cái chữ chính của nó là gadget, còn nếu mà nghe nhí nhảnh hơn là do that. Okay. Sĩ ơi, đọc sit là sĩ, bit là bị, mấy từ khó phân biệt quá. Dễ lắm Rosie, nó ta bà, không biết sao Rosie. So cái chữ là như, các bạn biết bánh ít không? Bánh ít. So lấy chữ ít đó, cái xong rồi sit, bit, hit. Right, so sit, bit, you like hit. Okay, pit. Còn cái kia là EA mà không phải EA, bất cứ EA nào, bởi nói chung là cái chữ này á, là bí, các bạn chỉ cần nói làm ý, nếu ý hoặc là sức hay nó là ý, sức đẹp trai quá ý, bí, okay, beach, each, nghe kỹ nè, each và lại each, các bạn có phân biệt không nhé? Yeah. So each là ngứa, each là mỗi cái, right, bit and beat. Okay. Week. Week. Alright, ý sức bộ bụng sức không hiểu, đọc cái đó không hiểu, cà phê đen. I don't understand. Alright, let me see. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến bạn. That's my business. Cái đó là kinh doanh của tôi. Cái câu này không phải thực sự kinh doanh nghĩa đen là kinh doanh của tôi là buôn bán đâu. Kinh doanh là mình, kinh doanh của mình nên lo. Cho nên cái này đó là cái đó là chuyện của tôi, là that's my business. Ok, đừng có rớ, đừng có xen vô, đừng có hỏi tại sao sức đẹp trai, cái đó là that's my business. Alright, let me see what else. Oh gosh. Sư cho hỏi stairway, staircase, stairwell khác nhau như thế nào? Same. Missy, well, stairwell á, cái chữ nó có nó xưa hơn. Staircase thì modern hơn. Stairway với staircase hai cái giống nhau, but stairwell ít dùng hơn. But same. Count on me là các bạn có hãy bạn hãy tin cậy tôi, hoặc là hãy tin nhờ cậy tôi. Đấy là một cái người đó, mình bị cái gì đó, mình đến họ, họ sẽ giúp mình. So count on me, you can count on me nữa. Bạn hãy nên tin tin gia tin vào tôi. Yes, thank you. Yes. Ok, alright. Other và another là khác không? Yes, other là cái đó, cái khác. No, other là cái khác hoặc là cái kia. Another là thêm cái nữa. Give me another drink. What happened?
Really? Paltalk có sẽ bị vấn đề này. Hold on, các bạn. I kiss myself. How can you kiss yourself? Cho mình hỏi Vogue và Digest đọc sao? Ok, Vogue với lại Digest. Ok, Vogue. Cái xong cái G với sao nữa? Vogue. Ok, Digest. Nó nhanh là Digest gì nó thầy. Sẽ ơi, giúp phát âm mấy từ này. Multinational. So, một là multinational. Hai nữa là multinational. Cái nào? T hay là Thai? Cái nào được đó? Hồi đó xuất phát là multinational. Bây giờ xuất phát là multinational. So, multinational. Okay. Result. Này mình có làm video hồi trước. Result trên YouTube. Câu chuyện bắt đầu 10 năm trước nó làm sao? The story started quá khứ 10 years ago. What else? Con chuột của tao to hơn mày. What? Con chuột là cái con gì? Cái con có cái đuôi mà nó có bốn chân mà nó chạy chạy á hả? Hay là con chuột mà bắp bắp thịt đó phải không? Ok. My muscle bắp ok. My so new, my muscles are bigger than yours. Oh my gosh. Ok. Ok, cái con chuột mà cái con chuột mà nga mình gồng lên nó gần cái vai mình đó phải không? Cái đó đó phải không? Cái con chuột đó nó có cái tên. Cái đó yes, nó có it's got a bicep mà các bạn nào mới nói Quỳnh no Hugh Nguyễn mới nói đó yes. So yeah, so my biceps are tại hai cái right, my biceps are bigger than yours thiệt tình. Yeah, so cái mà mình gồng cái tay lên nó mình dơ lên đó. Yeah, so that's a biceps. Okay. Thiệt tình. Okay. Siết dạy phát âm đi siết cho đoạn văn rồi đọc đó. Siết nghĩ là có nhiều thầy cô giáo khác cũng có giúp. Hồi đó siết cũng có giúp nữa. But siết thấy nhiều người giúp đọc rồi cho nên siết dùng siết giúp các bạn phản xạ nhiều hơn. Okay. Sau năm có chữ S thì mình đọc như sao? À. So 2000 mà có chữ S á, thì mình đọc là 2000s. Ok. So mình đọc nó là 2000s. Thousands like that. 1950 S là từ 51 đến 59 á, là 1950s. Ok. Cái năm 1609 là 1609. 16 O ok O kìa đó O 9 hoặc là 16 9 mà O 9 để cho người ta không hiểu lầm. Rồi có gửi một cái video nó bằng tiếng Anh cho Six, mong Six sửa lỗi phát âm. Ủa really chừng nào vậy Dũng, hồi nào? Let me see. Six có thể phân biệt Six yêu answer và reply được không? Alright. So answer reply đi vậy, sẽ trả lời trước cái đó. Answer là cái trả lời hoặc là cái đáp số hoặc là cái câu mà nó câu đáp cho một cái câu gì câu hỏi hoặc là bài toán. Cái sau cái chữ answer nó rộng rãi hơn. Okay. Reply là hồi âm phải không? So reply là hồi âm. Answer thì một cái sự trả lời. Với lại nó rộng hơn là cái bài toán hoặc là cái bài văn cô giáo hỏi mình cái gì đó, cái mình trả lời cái câu đó. Okay. Sick nó rộng rãi hơn. Sick bị bệnh hoặc là bị bệnh tâm thần hoặc là ghê gớm, biến thái, cái đó là sick. Ill là bị bệnh thôi. Hai cái nó khác nhau là vậy. Okay. Mình biết tự nó viết tắt là seconds. No, không có. Yes. Ở bên Mỹ khi tiệu trường người ta đem đồ đạc, tivi, tủ lạnh đến đổ trước cổng trường để học sinh nào thiếu thì lấy về xài. Ô, oh, yeah, có nhiều cái trường vậy đó.
làm như học sinh họ có một cái giường hoặc là cái ghế sofa hoặc là cái gì đó họ ra trường rồi cái họ muốn để lại cho học sinh mới vô thì họ đem ra ngoài cái họ để dán cái bảng free là miễn phí thì ai muốn lấy. Yes, có mấy cái đó nữa, không có nhiều lắm mà cũng có. Những cái kệ sách, những cái ghế, cái bàn nhỏ nhỏ gì đó, tại vì họ đem về cũng đâu có xài đâu rồi, với mấy cái đồ đó cũng rẻ tiền so sánh, với họ mừng quá rồi họ ra trường rồi cho nên họ nói không cần nữa. Rồi sẽ làm video về mấy từ chuyên ngành khóa học. Trời trời trời, ok, để sẽ lấy bằng tiến sĩ đã. Ok, sẽ giúp me giải nghĩa learning a foreign language là gì? Ok, learning là học, hoặc là đang học, hoặc là cái chuyện học. A foreign language là một cái ngôn ngữ nước ngoài. So, học một cái ngôn ngữ nước ngoài. Me, yes. Sẽ bên Mỹ ít khi ăn gạo, mà tại sao nước Mỹ là nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới vậy? lý do hạnh, cái lý do là đây nè, một chữ thôi, money. Ok, cái lý do là money, miễn sao có tiền mình bán à. Tại nguyên thế giới ăn gạo. Mỹ trồng lúa gạo nhiều lắm, mình nhiều nhất thế giới luôn á. Mỹ đất rất là tốt để trồng lúa, trồng gạo, nhất là mấy cái gì hôm kia Elisa ăn á, cái gì mà nhão nhão á, mình chế nước nước nóng lên á, cái cốc cốc gì đó, cái gì quên này, gì cốc, no, yến mạch, no, yeah, yến mạch, yes, yến mạch, ngũ cốc, yeah, ngũ cốc và yến mạch, yes. Nước Mỹ trồng cái đó nhiều nhất thế giới luôn và bự nhất thế giới luôn. Với cái nữa, nước Mỹ trồng cái gì các bạn biết không? Đậu nành. Đậu nành, nước Mỹ xuất cảng đậu nành là lớn nhất thế giới luôn, nhập qua Trung Quốc luôn, nhập về Việt Nam luôn, nhập vòng quanh thế giới luôn, nhờ đậu nành nước Mỹ. Alright, Sig, dịch cho câu này. The super troll in the room is not online now, so many people as you me ở đây chẳng feel very terrible, die. What? I have no idea. Cái người chọc tức trong room bây giờ không có online. Cho nên những người làm như Diệu My hoặc là Lê Chỉnh không có feel terrible là không có thấy nghe ổng gì, ổng có cảm giác tốt hả? Thấy tệ hả? Or something or feel bad nữa. Oh gosh. Sĩ chỉ nói sành điệu khi gặp con gái xinh đẹp đi sĩ. Ok, để coi. Thiệt tình. Để nào làm video. Interview với lại resume. Ha. Nói nhanh, resume. To my parents' relief. Dùng hữu như sau. Ok, parents là cha mẹ. Relief là một cái sự mà thấy khỏe khoang. Thấy không có giảm cái sự stress. Dùng như sao hả? To my parents' relief, I got married. Ok. So cái câu này là vậy đó. Cha mẹ tôi giảm cái stress là tại vì tôi có vợ, không có bị ế. Like that. So sẽ không biết dịch ra như sao. So ý nó rằng khi mà ba mẹ của cái người này đó hổm rày rất là bị stress thì con của họ ấy vợ bây giờ cứ cưới vợ rồi cho nên họ relief là họ phải relax. Hot boy ơi, ô mình cái này mình giúp muội phát âm lại từ này đi. Foreign. For, thì số 4 vậy đó. Ok. Cái xong rồi rành. Một lần này nói nhanh là rình. Ok. Foreign. Là that. Foreign. Sick hơi hơi đẹp. Thank you, Jenny. Do ăn ở cả thôi, bó tay, xin không biết dịch đó. Oh my god, please. Oh my god. Rồi, right. Ơi phân biệt special, especially với lại particular. Ok, alright, special là đặc biệt. Especially là như là duy nhất vậy đó.
là như nhất là vậy đó. Yeah, so especially nhất là chờ một tí, sau cái power talk của sức nó bị cái gì nữa nè. Oh god. Okay. Particular là một cái gì đó các bạn tìm trong từ điển mình sẽ đi nha. Cái này particular sẽ không biết dịch ra làm sao nữa. Dapper, khác với handsome chỗ nào? Handsome là đẹp trai. Dapper cái chữ xí soạn của handsome. Nhí nhảnh, cái chữ nhí nhảnh của handsome.